cá lóc quá trời cá lóc. Trăm bảy còn trăm bảy nha. 200 đúng không? 200 đúng không? Đó, đồng giờ nè. Đó, bà con. Đó. Dạ. Tới phải ủng hộ chứ. Hello, xin đi đoàn thân ái mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị trên kênh xin đi đoàn. Xin đi đang đứng ở ngã ba Tân Kỳ, Tân Quý, Lê Trọng Tấn, ngày xưa là Hương Lộ 13. Hôm nay thì vào lúc 9 giờ ngày 10 tháng 2, 2022, tức là mùng 10 Tết. Góc ngã ba này, hướng này là Hương Lộ 13, thay đổi cũng rất là nhiều. Con đường Lê Trọng Tấn ngày xưa là con đường đất đỏ đi về hướng ngã tư Gò Mây về lấy Láng Le Bầu Cò, nhưng mà ngày hôm nay thay đổi là anh chị, thay đổi rất là nhiều. Và trước mặt anh chị là một làn khói mù trời, đó là phố cá lóc nướng ngày vía ông thần tài. Và có một số người cũng tự hỏi tại sao miền Nam khi mà vía ông thần tài lại cúng cá lóc nướng. Theo tham khảo của Sinh Ni thì cá lóc nướng được các gia đình miền Nam dân cúng ngày vía ông thần tài nhờ sức sống mạnh liệt. Cá lóc tượng trưng cho nỗ lực và sự thành công. Thì theo như anh chị đã biết á, ngày vía ông thần tài thường thường người ta cúng bộ tam sên, nhưng mà ngày hôm nay theo cái tập tục của người phương Nam, cá lóc gắn liền với vùng đất phương Nam, với sông nước chằng chịt, nó có một sức sống mạnh liệt, nó có một cái gì đó đem lại sự may mắn gần gũi, nên chính vậy người ta trưng bày lên bàn thờ để cúng ông thần tài, cầu lộc, cầu phước, cầu sự bình an. Cái thứ hai nữa là ngày hôm nay người ta mua vàng rất là nhiều anh chị. Rồi bây giờ thì xin đi cùng mời anh chị, chúng ta sẽ cập nhật hình ảnh một nét văn hóa tín ngưỡng của người đất phương Nam giao thoa với người Hoa. Đối với cúng ông thần tài, ngày vía thần tài được du nhập bởi người Hoa ở Chợ Lớn vào đầu thế kỷ 20 anh chị. Và Sinh Y cũng rất là vui thực hiện các clip này gửi anh chị và các bạn. Anh chị cũng biết là ngày xưa là bộ tam sên gồm có là trứng, thịt heo, tôm hoặc cua. Nhưng mà ngày hôm nay với ngày mùng 10 Tết, người ta nướng nguyên một dãy, chỉ có ở con đường Tân Kỳ, Tân Quý này là nướng cá lóc rất là nhiều anh chị. Tất nhiên là chợ nào cũng có cá lóc nướng, nhưng mà để nói sự dày đặc thì nói đến Tân Kỳ, Tân Quý. Và Sinh Y cũng muốn cập nhật cái hình ảnh này gửi anh chị và các bạn, và cầu mong thần tài sẽ đến, sẽ gõ cửa tân nhà cô chú anh chị và các bạn một năm Nhâm Dần 2022 đầy phước lộc, sức khỏe và sự bình an. Đây là con đường Tân Kỳ, Tân Quý. Nếu mà chúng ta đi thẳng con đường này thì về con đường Cộng Hòa nè, về chợ Bà Quẹo. Và Sunny cũng muốn cập nhật hình ảnh con đường Lê Trọng Tấn về tới ngã tư Gò Mây, Láng Le Bầu Cò. Vào năm 1999 thì khu vực này Sunny đi là con đường rất nhỏ. Ngày xưa thì nó là con đường đất đỏ. Sinh Y năm 1999 đi thẳng con đường này trời còn ruộng đồng, nhưng mà ngày hôm nay là khu công nghiệp Tân Bình, nhà cửa dân nhập cư rất là đông. Rồi chúng ta đi nha anh chị ha, cập nhật những hình ảnh này gửi anh chị và các bạn, sẵn tiện mua cho gia đình. Cứ đi bên trái và bên phải gà nướng, không những cá lóc mà có gà nướng nữa. Đây bắt đầu là mọi người đi mua vàng, thổi vàng đầu năm, cầu sự may mắn. Nói với vàng thì chúng ta nhớ đến chợ Thiết nè, chợ Hòa Bình. Rồi chúng ta cùng nhau đi nha anh chị ha. Trời ơi, xe đông ới là đông, xe quá đông luôn.
rồi cá lóc nướng. Rồi bên kia người ta mua vịt quay, heo quay. Khói mù trời, đây là không phải là khói của thời tiết, khói của cá lóc. Mà Sunny sẽ đi má bên đây rồi sẽ đi má bên kia. Đó, xếp hàng đi mua vàng. Đường xá rất là đông anh chị, đây quê một dãy. Trời ơi cá lóc quá trời cá lóc. Cứ đến là bà con cô bác cứ đưa ra một cái bàn như thế này đầu nướng. Cô cạo gà rồi. Rồi chúng ta đi nha. Rồi đó cá lóc rất là ngon. 170, 180 anh ơi. 170, 180, 200. Trăm bảy còn 170 nè. 200 đúng không? Rồi 200 luôn. 200, 170, 180, 200. Thường thường cá lóc này á thì người ta để nguyên dãy luôn anh chị ha, rồi thế là để lên nướng thôi. Tất nhiên là người ta sẽ cho rau, rồi cho mắm nêm, bánh tráng ở bên kia nữa. Tối hôm qua thì Sunny cũng có quay rồi, quay trực tiếp gửi anh chị và các bạn. Tối hôm qua bắt đầu là nhộn nhịp và sáng hôm nay nhộn nhịp hơn và nó kéo dài đến buổi trưa thôi. Kéo dài đến buổi trưa nay. Đó. Ngọt luôn. Xếp hàng kẹt xe luôn. Rồi chúng ta đi nha anh chị ha. Tới cái địa điểm nào mà đông nhất thì Sunny sẽ cập nhật gửi anh chị và các bạn, sẵn tiện là mua mua về nhà thôi. Cuộc sống là anh chị có kiêng có lạnh. Con đường Tân Kỳ Tân Quý này theo như là tìm hiểu của Sunny và Sunny có biết đó, thì ngày xưa thì nhà cửa thì nhà nào cũng có vườn tược, nhưng mà ngày hôm nay thì anh chị thấy nhà san sát nhà, phía sau lưng Sunny mà đi thẳng hoài á là ra xa lộ Đại Hàng, rồi có mảnh đất Bình Hưng Hòa, đây cả lọc nướng. Bên kia là nguyên một cái dĩ bán giấy tiền vàng bạc, quá trời trời luôn, cá lóc nướng. Sunny sẽ đợi dòng xe mà qua được để cập nhật hình ảnh này gửi anh chị và các bạn. Một phần cúng ông Trần Tài với những cái thỏi vàng là giấy vàng mã. Đây bên đây.
ta đi nha. Đó. Hai bên luôn anh chị. Nhiều lúc nó không biết là xác định là chúng ta sẽ đi bên nào. Đó, bạn bồng hoa. Đây, ở đây một cái quán. Quán này có thể nói là quán đông nhất. Đây. Trời ơi, quá đông luôn. Nó kéo dài ra đến đằng kia. Đó. À, bà con tưởng nào nó cũng lớn rồi, đây là đông chưa. À, kẹt xe luôn nè. Thôi quá trời khói. Tha dầu lên anh gì. Chào anh. Sao đi rồi bây giờ đi nữa hả? Dạ không, giờ đi mua. Lát mua một con 200 thôi. Đó, đồng giờ nè. Đó, bà con. Con này lớn đúng không? Con ba đang gói là 180 triệu vậy. Cá nè. Đó. Cá nè, ta đút vô cái cây mía. Đây. À. Đây là cái phần gồm bánh tráng. Bánh tráng, rau, bún. Rồi mắm nêm. Hôm qua thì Sunny thấy nguyên một cái vàng cá nè anh chị. Giờ hết luôn. Nguyên cái vàng cá. Ở dưới kia thì mấy anh mần cá. Rồi đem ra nướng. Trời ơi đông. Mạnh đây, mạnh đây. Con lớn nhiều, con nhỏ nhiều. Con lớn 200, con nhỏ 180. Rồi lấy con lớn con nhỏ. Dạ. Tới phải ủng hộ chứ. Wow, yeah.
lấy con lớn con nhỏ nha. Em gói giùm anh nha. À gói em để đó, nhờ anh quay xong anh lấy. Con lớn con nhỏ. À, con nhỏ đánh dấu làm sao ta, để sao biết cho. Anh cho ông ưu tiên luôn hai con như nhau đó. Hai con lớn luôn đó. Sao dễ thương vậy? Hai con lớn cho là con lớn con nhỏ đó. Trời. Đây miền Tây nó vậy đó anh. Người miền Tây đúng không? Lên 358. Rồi. Hạnh phúc luôn. Mới đầu là coi như thần tài tới rồi. Đúng chuyện luôn. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Cứ để đó, nhỏ cho rau rồi cứ để đó. Em quay một tí em lấy. Để đó, đừng có để thêm, lấy lộn vô lấy. Rồi. Lấy đâu để đi rồi em bỏ vô bọc. Rồi, bỏ vô bọc hết đi rồi cho rau rồi cho anh mắm nêm rồi cho anh. Cảm ơn em, cảm ơn cho anh. Quá dễ thương luôn. Ở đây là xung quanh Sydney đó là khối cá. À, nghe cái mùi cá nướng này nó thơm lắm anh chị. Trời, cá lóc ra cúng rồi xong đầu có rau thơm, bánh tráng, bún, cuốn hoặc là mình vẽ ra, mình chấm nhẹ lại muối ớt mà muối hột nha chị ha, nặng tí chanh nữa, trời ơi, nó bắt, nó ngon, thịt nó trắng pháo, ngon lắm. Rồi, để đó nha, lát anh lấy nha. Rồi, cảm ơn em. Hai con như nhau để ra đây cập nhật hình ảnh này rồi anh chị ơi, thôi đông lắm. Chú đập chi vậy chú? Đập cho cái dãy á, cho nó văng ra. À, cạo rồi đập nữa. Rồi, cạo rồi xong rồi những cái nào nó mới văng ra được. Mình đập cho... Rồi lâu lâu lấy dao chích chích nữa là cho bong bóng nó ra. Rồi cho nó bể bong bóng cho em thôi, nó nóng lên cái hơi, cái không khí trong đó đó. À. Nó giãn nở ra cái nó nổ. À. Nó nổ cái nó bể cái cá rồi. Cho nó dễ chín đúng không? Nó bể cá mới thẹt chứ không phải là dễ chín. À. Nó nổ cái bụng á. À. Đúng rồi. À, mấy cái dãy cạo không được thì mình sẽ đập nó thì nó bung ra. Thì nhìn con cá nó sẽ đẹp hơn anh chị. Đẹp hơn. Rồi thang tí dầu lên. Nhiều lên mình mấy con ơi. Con ăn 200. Đường phố thì nó đông ơi là đông. Cá không là cá. Lớn nhỏ ạ. 107 rồi. Xin đây sẽ ra ngoài trước cập nhật đường phố rồi anh chị nè. Thì nơi đây thì khói tràn ngập. À, trên kia cũng có bán nè anh chị. À, trên kia đó, cũng có bán đèn xanh đèn đỏ, quẹo phải là chợ Bà Quẹo. Và con đường này là toàn là khói. À, nếu mà đi xa chúng ta không biết khu vực Tân Kỳ, Tân Ký bán cá lóc thì ta tưởng là ở đây là sương mù của thời tiết, hóa ra khói. Chen chân nhau để mà mua cá lóc. Đó, bịch rau để sẵn này cho nó tiện nè. Ôi. Ai? Đây. Rồi. Cá đây. Lớn hay nhỏ cô? Có vừa 108. À, rất là vui anh chị. 107, 108, 109, 200 cỡ đó, nhưng mà định mua con nhỏ cho gia đình nhỏ và mua con lớn cho gia đình lớn, nhưng mà thôi lấy hai con lớn bằng giá. À, con nhỏ cũng giống như con lớn. Cái lóc gì vậy? Cái lóc gì vậy?
lóc gì ạ? Cá lóc đồng với cá đuôi với cá gì? Rồi, tới đây thì Sunny cũng thân ái mến chào anh chị và các bạn. Rất là vui thực hiện các clip này gửi anh chị và các bạn trong cái ngày mùng 10 tháng 2, tức là ngày mùng 10 Tết, ngày vía ông Thần Tài. Ngày vía ông Thần Tài thì Sunny cũng cầu chúc mọi nhà, mọi người, cô chú, anh chị và các bạn cùng gia đình một năm 2022 nhâm dần luôn luôn lúc nào làm ăn cũng phát đạt, vạn sự như ý. Xin thân ái mến chào, hẹn gặp lại anh chị trong những các clip tiếp theo của Sunny Đòn. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại.